À, xin chào các bạn, mình xin tự giới thiệu mình là Sân Trần. Hôm nay Sân rất vui được quay lại với video này để cho bạn một cái đáp án, đó chính là làm thế nào mà có thể vừa đi làm công ty vừa có thể kinh doanh online để có một khoản thu nhập khủng. Các bạn biết không, cái thời đại kinh doanh online hiện nay thì tính trên mức bình quân 10 người thì đã có 8 đến 9 người đã bắt tay với nghề tay trái gọi là kinh doanh online rồi. Tuy nhiên thì mỗi người sẽ có mỗi cái mức để mà gọi là bắt đầu khác nhau, cũng như là một cái bước phát triển nó sẽ khác nhau tùy ở năng lực ở mỗi người. Thì các bạn biết đó, thì cái việc kinh doanh online hiện nay là một xu hướng rất là phổ biến luôn. Nó là một khoản thu nhập thực sự có thể gọi là nghề tay phải, thực sự có thể gọi là thu nhập chính ở tất cả các cái chị em cũng như tất cả những người mà khi là quyết tâm kinh doanh online, có thể họ sẽ tìm ra một khoản thu nhập vô cùng lớn, có thể là mua nhà, mua xe hoặc là làm bất cứ việc gì là họ thích. Tuy nhiên thì làm thế nào để được như vậy, thì hôm nay Sanh hy vọng là sẽ chia sẻ một ít kinh nghiệm nhỏ nhoi để các bạn có thể là, nếu như bạn nào quan tâm tìm hiểu cũng như lắng nghe, rút được cái kinh nghiệm cho bản thân, thì Sanh hy vọng sẽ giúp ích được một phần nào đó cho bạn khi kinh doanh một cái dòng sản phẩm nào đó. Để mà các bạn bắt đầu kinh doanh một dòng sản phẩm nào đó thì điều trước tiên bạn cần phải có gọi là có phải có cái mục tiêu, cần tìm hiểu về cái sản phẩm đó, cần tìm hiểu về cái thị trường nhu cầu sử dụng cái sản phẩm đó thì bạn mới có thể kinh doanh được, chứ không thể bạn đang ở một cái khu vực gọi là một khu vực gọi là nông thôn mà bạn kinh doanh một cái dòng sản phẩm ví dụ như là đồ trang trí nội thất hoặc là những cái đồ mà gọi là xa hoa mà tiền cao rồi gì đó thì không thể nào gọi là bán hàng được. Cho nên Sanh hy vọng bạn bắt đầu kinh doanh online thì hãy tìm một cái thị trường thực sự tương đối là phù hợp với lại nơi bạn sống hoặc là cái nhu cầu mà họ sử dụng có cao hay không. Và thứ hơn nữa thì vừa mà nếu như một người vừa đi làm mà vừa kinh doanh thì thời gian nó sẽ bị chi phối rất là nhiều rồi, cho nên Sanh hy vọng trước khi mà để quyết định kinh doanh online, mà khi mà bạn đang làm một bất cứ một công việc gì thì hãy sắp xếp thời gian cho nó ổn định và cho nó tương đối về thì bạn phải cần phải có một cái lịch, một cái kế hoạch cụ thể ra. Ví dụ hôm nay bạn làm gì, bạn cần giải quyết những công việc gì, thời gian nào bạn đang bài và bạn tiếp xúc khách hàng, rồi bạn làm những công việc gì ở cơ quan công ty nhưng mà vẫn hài hòa công việc, không có bị xáo trộn giữa kinh doanh online và giữa bị xáo trộn ở công ty, thì lúc đó cái khoản thu nhập mà bạn kiếm được từ hai cái lợi nhuận này nó cực kỳ là lớn. Cho nên Sanh hy vọng mà qua cái bí quyết nhỏ nhỏ như vậy thì bạn sẽ có được những kinh nghiệm trên. Ngoài ra nếu như bạn cần tìm một cái khoản thu nhập cũng như là hiện giờ bạn đang làm một ở một công ty nào đó và cần thêm tìm một cái khoản một cái nguồn gọi là nguồn sản phẩm để sự an toàn và chất lượng và nó có độ tin cậy cao, và đặc biệt là cái nhu cầu của người tiêu dùng hiện nay thì ở tất cả các mặt, đó nhất chính là vấn đề về phụ nữ, về vấn đề về rối loạn nội tiết tố, về vấn đề về nám tàn nhang, thì Sanh nghĩ cái sản phẩm Sanh đang kinh doanh cũng có thể là một cái lợi ích cực kỳ để cho bạn có thể thử hợp tác kinh doanh để có khoản thu nhập cao. Đó là cái dòng đông y trị liệu Kodo, đây là cái dòng sản phẩm mà Sanh có thể nói nếu như bạn bắt đầu kinh doanh thì thực sự khi bắt đầu cầm tay chỉ việc bạn sẽ được bán ra đơn hàng rất là dễ dàng, nếu chỉ cần bạn quan tâm và tìm hiểu kỹ thôi. Vì các bạn biết không, phụ nữ hiện nay thì trên 80% tất cả đều bị nám rất là nhiều mà vẫn chưa tìm được cái một phương pháp gọi là điều trị cụ thể. Mong muốn có một sản phẩm nào gọi là an toàn, chất lượng và uy tín để mà trị nám, thì xin nghĩ đây là cái sản phẩm bằng thảo mộc đông y trị liệu từ các cái cây thuốc Việt Nam của chúng ta, nó rất là gần gũi. Mà tại sao hàng Việt Nam chúng ta không sử dụng, để mà đi sử dụng các cái sản phẩm nội ngoại nhập chúng ta không biết rõ về nguồn gốc, thì cái dòng sản phẩm này sẽ đem lại cho bạn một cái độ tin cậy, một cái niềm tin cũng như là một cái khoản thu nhập tương đối ổn định nếu như bạn quyết tâm. Nếu bạn muốn hợp tác thì hãy cứ inbox cho Sanh theo số điện thoại 0908 728 426 và Facebook Sanh Trần, thì Sanh sẽ gửi đường link dưới video này để các bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn, thì hãy inbox cho Sanh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Sanh. Xin chào các bạn.